Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết sẽ tạm dừng đàm phán kinh tế cấp cao với Hàn Quốc, trong đó có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ để đáp trả việc Hàn Quốc đặt bức tượng phụ nữ mua vui trước lãnh sự quán Nhật Bản tại Busan hồi tháng trước. Quan hệ Nhật-Hàn trở nên xấu đi từ sau khi bức tượng phụ nữ mua vui được đặt trước lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan, Hàn Quốc hồi tháng trước. Bức tượng bằng đồng hình một cô gái trẻ chân trần, mặc hanbok truyền thống, ngồi trên ghế với hai bàn tay nắm chặt, tượng trưng cho những phụ nữ Hàn Quốc bị buộc phải làm việc trong các nhà thổ quân đội Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Theo các nhà hoạt động xã hội Hàn Quốc, số nạn nhân khi ấy có thể lên đến 200.000 người. Việc đặt bức tượng gần lãnh sự quán Nhật Bản tại Busan sẽ không có tác động tích cực đến quan hệ Nhật-Hàn. Thật đáng tiếc, chúng tôi tin rằng nó vi phạm công ước viên về quan hệ lãnh sự. Cũng trong một cuộc họp báo, ông Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ đáp trả có kiềm chế. Trước mắt, Nhật sẽ tạm dừng đàm phán kinh tế cấp cao với Hàn Quốc, trong đó có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa hai nước. Theo đó, đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc và người đứng đầu lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan sẽ được triệu hồi về nước.